Vâng, xin chào các bạn, tôi là Trần Minh. Rất vui được gặp lại với các bạn trong video tiếp theo về tư vấn đầu tư bất động sản. Hôm nay thì tôi đang đi khảo sát một cái thị trường tư vấn đầu tư tại Hải Phòng. Đây là dự án gọi là Anh Dũng 6 tại Dương Kinh Hải Phòng. Thì mọi người cùng lắng nghe phần chia sẻ và đánh giá. Vâng, chào các bạn, tôi đang là Trần Minh. Tôi đang đi xem một cái dự án gọi là dự án Anh Dũng 6 tại quận Dương Kinh thuộc thành phố Hải Phòng. Thì cái dự án này nó khá là thú vị. Đây là cái dự án mà tôi đã đi xem một thời gian khoảng tầm một tháng trở lại đây. Trước mặt quý vị các bạn, đây là chính những cái đường chính của dự án, cái đường dự án. Cái dự án này thì nó hướng về mặt bên hướng về mặt bên này là mặt trung tâm quận, trung tâm hành chính của Dương Kinh, trung tâm quận luôn. Đấy, các bạn có thể thấy những cái mái nhà bên kia trung quận. Đây trung quận. Thì cái dự án này là của công ty phát triển nhà nội thuộc tổng công ty Hanico. Thì hôm trước là tôi đã lên trực tiếp chủ tư tại Tứ Hiệp Thanh Trì để làm việc, và đây là một cái dự án mà pháp lý toàn bộ ok hết rồi, tức là pháp lý đầy đủ rồi, và họ đã bán dự án này triển khai từ 2003, nó vào khoảng tầm 17 ha và đến 26 bàn giao. Thì cái thời điểm đấy thì dự án này một cái thời điểm sốt rất là cao, những cái giá như cái ô liền kề mặt đường như này thì nó rơi khoảng tầm 20 triệu. Tại vì sao? Vì đây chúng các bạn thấy là bên kia là quận, bên kia là trung tâm quận của Dương Kinh, và cái đường này chính là đường 355. Mọi người thì search bản đồ trên đường search trên bản đồ, cái đường 355 chính là cái đường gọi là trục chính đi Thái Bình cái lối, và sau này sẽ có một cái cầu gọi là cầu Hải Thành sang bên phía cảng biển, cái lối cảng biển. Đây là những cái dãy nhà mà đã xây từ 10 năm trước, và chủ tư trước đây là bán nhà, tức là bán đất cộng nhà và ra sổ. Hạ tầng các bạn thấy rằng là 10 năm rồi, nhưng mà hạ tầng cái đường xá vẫn rất là đẹp, những trục đường chính như này. Đó, rất là đẹp. Đây các bạn thấy xem đường chính này. Hiện tại thì dự án pháp lý ok và chúng ta mua bằng hợp đồng mua bán, chủ tư hỗ trợ sang tên bình thường, chủ tư vẫn còn sống. Đất và hạ tầng thì đã bàn giao xong hết, chúng ta hoàn toàn để mua và xây nhà. Thế nên là về pháp lý thì tôi đảm bảo là ok, đúng không ạ? Tại vì nhà chúng ta vẫn xây ở bình thường, quan trọng nhất là hạ tầng đã xong, pháp lý đã xong, và chủ tư thì không lợ thuê đất của Hải Phòng. Nhưng mà do cái tỷ lệ cái sốt đất, cái việc sốt đất ảo, sốt giá ảo của 10 năm trước nó ảnh hưởng tận bây giờ, thế nên là tôi bản thân tôi thì luôn ghét cái việc đầu tư lướt sóng, đầu tư ảo. Chúng ta đầu tư chúng ta cần phải giúp cho một cái vùng bất động sản nó phát triển, chứ không chỉ là hại cái vùng đấy. Đây là chính là cái tác hại của cái việc mà sóng ảo, rất nhiều nhà đầu tư vào tiền ôm cọc lướt rồi chạy, và đến bây giờ hoang sang như này. Đấy. Thì hiện tại thì mọi người biết rồi là toàn bộ cơ sở tầng của quận Dương Kinh lên hết rồi. Cái đường chính này sẽ là mở rộng thành đường 52m thành trục chính, và cái lối sang bên cảng biển Lạch Huyện. Đấy. Đường xá quá đẹp. Ngay bên kia thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái ban quản lý dự án. Đấy, đây là trục đường chính và kết nối với dự án. Đây. Tôi thích những cái dự án kiểu cỏ hoang mọc um tùm như này, và nó mang lại nhiều cơ hội về đầu tư. Vì cái giá trị hiện tại là cái giá trị, cái giá bất động sản ở đây nó đang ở dưới giá trị thật, đúng không ạ? Vì nhiều người sợ, chính vì dân ở đây thì họ sợ, tại vì họ bỏ hoang quá lâu rồi. Vì những cái nhà mua, những cái người mua ở đây một phần là người Hà Nội, và một phần là người địa phương, dân đầu tư địa phương, tức là tóm lại đa phần là dân đầu tư, và họ bây giờ họ không có nhu cầu ở, đâm ra là dẫn đến cái việc bỏ hoang. Và dân ở đây thì họ lại sợ cái việc là đất mua đất ngô sổ, nhưng mà bản thân mình thì chúng ta phải phân tích được và nhìn ra cơ hội, thì đấy mới là nhà đầu tư. Các bạn có thể nhìn thấy là những cái cơ sở hạ tầng đèn đường, đây là vào văn phòng ban quản lý dự án này. Đấy, những hạ tầng rất là đẹp, cây cối xanh mướt, đường trục to. Đấy. Trước đây thì các cái trước đây thì công ty này nó làm khá là chất lượng về cơ sở tầng, đèn điện đầy đủ hết, một dự án ngay trung tâm của quận Dương Kinh, phải nói là ngay trung tâm của quận Dương Kinh, vì đối diện bên kia đường nó là trung tâm quận. Đấy, cách đây khoảng tầm 3 cây thì chính là Vingroup, dự án Vinhome và dự án Aeon Mall. Đó. Giá đất ở đây thì cái tổng cái dự án là tầm 17 ha, hoàn toàn quay về phía trung tâm quận, đâm ra là cái phong thủy rất là tốt. Nhưng chỉ vì dân đầu tư vào ôm quá nhiều thì đâm ra là dự án nó không lên được, nó không có người về ở, đâm ra chúng ta nhìn thấy sự bỏ hoang. Đấy, và thị trường nó đi qua giai đoạn trầm ấm, và đến bây giờ thì Hải Phòng đang một thị trường rất là tốt để đầu tư.
Cái giá đất ở xung quanh đây thì nó loanh quanh rơi vào tầm 10 triệu một mét, nên là khá là hợp lý cho đầu tư. Các bạn thấy, các bạn có thể tham khảo cái giá đất ở quê các bạn, ở trung tâm xã, ở trung tâm quận, hoặc là gần các khu công nghiệp lớn thì giá đất bao nhiêu, đúng không ạ? Thì dưới đây khoảng dưới đây thì khoảng tầm 500 mét thôi là có một cái nhà máy nhựa Tiền Phong. Các bạn thấy là nhà Tiền Phong rất là to, đúng không ạ? Đấy. Cái đường này mà sau này nó mở rộng 52 mét thì từ khu này nó là khủng khiếp. Đấy, những cái ô liền kề ở ngoài kia thì hoàn toàn là kinh doanh mua bán được. Đấy, khi các bạn này nhìn thấy rằng là kia phía xa xa kia chính là trung tâm quận, toàn bộ trung tâm hành chính, cơ quan nhà nước, khối đảng, khối văn phòng đấy, đều ở bên kia đường. Đấy, các bạn nhìn thấy những ngôi nhà kia, những cái mái nhà kia. Đấy. Thì với tôi đã đánh giá đây là một cơ hội. Về pháp lý các bạn biết rồi, là hợp đồng mua bán là có pháp luật, chủ tư thì vẫn còn sống, bản thân tôi trực tiếp đến chủ đầu tư làm việc rồi. Đất các bạn nhìn thấy hạ tầng như thế này không thay đổi được, chúng ta hoàn toàn mua và xây nhà bình thường. Đấy. Chúng ta mua đây, chúng ta hợp đồng mua bán, chúng ta phải mua, có một số đất thì là chúng ta chỉ mua đất không, và một số cái thì đã xây móng xong rồi, nên chúng ta vừa mua tiền đất và tiền móng. Đấy. Và cái tầm tiền đầu tư nó khoảng trên dưới hơn 1 tỷ, tầm 1,5 tỷ là các bạn để đầu tư được, thậm chí một số ô mà không có móng tầm dưới 1 tỷ thôi ạ. Vâng, như vậy đây là một cái cơ hội đầu tư rất là tốt. Rất mong chia sẻ cơ hội đầu tư với các bạn. Tôi là Trần Minh. Đây là đường sang đối diện dự án, là sang trung tâm hành chính của quận Dương Kinh. Đấy, bên kia là dự án, còn bên này là trung tâm quận. Các bạn thì nhìn thấy. Đấy. Toàn bộ trung tâm quận Dương Kinh chuyển về đây hết rồi. Đây, có cái biển này các bạn nhìn thấy. Công an quận rồi là ban chỉ huy vân vân. Cái dự án phong thủy rất tốt khi đối diện trung tâm hành chính quận ủy Dương Kinh. Ở đây từ phía bên trung tâm quận mà nhìn về phía dự án Anh Dũng, nó có cái nhà 3 tầng kia mà chúng tôi đã giới thiệu rồi. Đấy. Này, quý vị bạn này nhìn thấy là đường xa. Cây cối nó tùm thôi chứ sau này nó phát đi thì nó quang lắm. Đấy. Đây là từ phía trung tâm quận mà sang bên phía dự án Anh Dũng 6 của chủ tư là công ty phát triển nhà lộn, các trung tâm cơ quan hành chính của quận Dương Kinh. Đây, tức là một bên là trung tâm quận, một bên là dự án. Thì chỉ qua qua cái đường bên này là sang bên Anh Dũng rồi đó, Anh Dũng 6 rồi đó. Đấy. À, chủ đường này thì chúng tôi đã rồi, đây là đường 35, đường rất là quan trọng huyết mạch, đường khá là đông. Tôi sẽ sang đường. Thế mới cả cháu đấy, chói chói chói. Ok rồi.